Chào mừng các bạn đến với lớp học trực tuyến môn tin học khối 4 ngày hôm nay. Hôm nay cô và các bạn sẽ cùng nhau đi tìm hiểu chủ đề 19 cơ bản về bảng tính. Chúng ta sẽ đi tìm hiểu hoạt động đầu tiên, tìm hiểu kiến thức. Ở hoạt động tìm hiểu kiến thức, chúng ta sẽ tìm hiểu bảng tính là gì và cách khởi động bảng tính. Đầu tiên, bảng tính của mình chính là một công cụ giúp chúng ta thực hiện các công việc tính toán, đặc biệt là các bài toán khó. Một chức năng đặc biệt của bảng tính là kết quả sẽ được tự động thay đổi khi chúng ta thay đổi các con số trong phép tính. Phần mềm bảng tính Excel cũng giúp chúng ta vẽ các biểu đồ rất đẹp. Để khởi động Microsoft Excel, cụ thể phiên bản của chúng ta học sẽ là 2010, thì chúng ta sẽ thực hiện các bước như sau. Bước 1, chúng ta nhấp chuột vào menu Start. Hệ điều hành chúng ta đang sử dụng hiện tại ở trên màn hình là hệ điều hành Win 7 nhé các bạn. Bước 2, chúng ta sẽ chọn All Program, tức là tất cả các chương trình. Bước thứ 3, chúng ta sẽ chọn thư mục tên là Microsoft Office. Và mình sẽ chọn phần mềm ứng dụng là Microsoft Excel 2010 có biểu tượng chữ X màu xanh. Các bạn thấy rằng nếu ở màn hình máy tính của các bạn đã có Excel rồi thì chúng ta sẽ không cần phải thực hiện các bước từ là Start lên nữa. Các bước này là để sử dụng khi mà các bạn không thấy biểu tượng phần mềm Microsoft Excel ở màn hình máy tính. Nếu thấy nó ở màn hình máy tính, các bạn chỉ việc nháy đúp để khởi động nó lên. Chúng ta sẽ tìm hiểu hoạt động tiếp theo, hoạt động 2, trải nghiệm. Chúng ta hãy tìm ra những điểm giống nhau của phần mềm bảng tính, phần mềm soạn thảo văn bản và phần mềm đa phương tiện mà các em đã học trước đây. 1. Thanh tiêu đề title bar. 2. Thanh thể lệnh taskbar. 3. Thanh driver. 4. Thanh trạng thái. 5. Các lệnh trong thẻ file. Vậy tức là các bạn sẽ vào trong mục thanh tiêu đề, các bạn thấy rằng xem nó có giống nhau hay không này. Thanh thẻ lệnh, các bạn thấy rằng xem 3 phần mềm này có những thẻ lệnh nào giống nhau. Thì ví dụ như là mình thấy có một số thẻ lệnh giống nhau như là thẻ gì? Thẻ file này, thẻ home này, thẻ insert đúng không? Đó. Thanh driver thì mình thấy rằng các nút lệnh trong thanh driver ở mình sẽ xem rằng của 3 phần mềm này xem có những lúc lệnh nào mà trong 3 phần mềm này đều có. Mình xem là ở phần mềm nào thì có thanh trạng thái, phần mềm nào cũng có đúng không nào. Và các thẻ lệnh trong thẻ file. Ở đây, trong đây thì có thanh thẻ lệnh là có một số thẻ của 3 phần mềm này. Có phần mềm có thẻ này nhưng là phần mềm khác thì lại không có. Còn thanh tiêu đề này, thanh gì, driver này, thanh trạng thái và các lệnh trong thẻ file thì của nó thì khá là giống nhau gần như là toàn bộ luôn. Bây giờ chúng ta sẽ đến phần kiến thức rất là quan trọng là nhập dữ liệu. Để nhập dữ liệu cho bảng tính thì đầu tiên chúng ta sẽ khởi động bảng tính lên. Khi khởi động bảng tính lên, chúng ta sẽ thấy mặc định có 3 trang tính tương ứng với sheet 1, sheet 2 và sheet 3. Chúng ta sẽ vào sheet đầu tiên và mình sẽ lần lượt chọn ô A1 để mình nhập dữ liệu là số thứ tự, tương tự như vậy. Ô tính thuộc cột B dòng 1 để nhập cột họ. Ô tính thuộc cột C dòng 1 để nhập cột tên. Ô tính thuộc cột D dòng 1 để nhập cột lớp và ô tính thuộc cột E dòng 1 để nhập cột nữ. Tương ứng như vậy, chúng ta sẽ gióng tương tự các ô tiếp theo để mình nhập làm sao cho đúng dữ liệu mà bài đã yêu cầu. Và để di chuyển nhanh sang các ô bên cạnh thì chúng ta có thể sử dụng phím Tab hoặc phím mũi tên. Phím Tab ở trên bàn phím hoặc 4 phím mũi tên. Và khi các bạn nhập toàn bộ dữ liệu xong thì các bạn sẽ nhấn vào góc ở phía bên trái của cột A và phía bên trên của dòng 1 để mình bôi đen toàn bộ trang tính chứa các dữ liệu mình đã nhập. Rồi sau đó mình sẽ chọn phông chữ Thumb New Roman cỡ chữ 14 thì nó mới ra được cái mẫu chữ này nha. Mẫu tự chữ hiện lên trên bảng này chính là phông chữ Thumb New Roman. Còn nếu các bạn
không chọn lại font Times New Roman thì nó sẽ là chữ mặc định và loại chữ khác. Bây giờ mình sẽ đến phần tiếp theo là để chèn hô, ô, chèn hàng và chèn cột thì chúng ta sẽ thực hiện các bước như sau. Đây là bảng tính mà mình vừa nhập dữ liệu xong. Để chèn ô thì mình sẽ chọn gì? Ô cần chèn dữ liệu. Sau đó mình sẽ vào thẻ Home. Trong nhóm Cell mình sẽ chọn nút lệnh là Insert, là nút lệnh chèn. Và trong nút lệnh Insert thì chúng ta sẽ tìm hiểu các chức năng của nó để mình chọn đúng cụ thể cho từng dòng lệnh. Ví dụ dòng đầu tiên Insert Cell là chúng ta muốn chèn ô tính thì chúng ta sẽ chọn nó. Chúng ta muốn chèn dòng thì chúng ta sẽ chọn Insert Street Row. Chúng ta muốn chèn cột, chúng ta muốn chèn thêm cột cho bảng tính thì chúng ta sẽ chọn Insert Street Column. Và chúng ta muốn chèn thêm cả một bảng tính luôn thì chúng ta sẽ chọn Insert Street. Chúng ta muốn xóa ô, xóa hàng và xóa cột thì chúng ta cũng thực hiện các bước như sau. Chúng ta cũng chọn vị trí cần xóa. Sau đó chúng ta cũng vào thẻ Home, trong nhóm Cell chúng ta chọn nút lệnh Delete. Thì trong Delete chúng ta cũng có 4 kiểu xóa. Dòng đầu tiên Delete Cell nghĩa là xóa ô tính. Dòng số 2 Delete Street Row chính là xóa dòng. Dòng số 3 Delete Street Column chính là xóa cột. Và Delete Street tức là xóa toàn bộ trang tính. Lưu bảng tính. Chọn thẻ File, chọn nút lệnh Cell. Chúng ta sẽ chọn ngoài File Cell thì mình có thể nhấn tổ hợp phím Ctrl+S hoặc mình chọn nút lệnh Cell ở phía trên của thẻ File. Khi chọn nút lệnh Cell xong thì hộp thoại Cell sẽ xuất hiện lên và chúng ta sẽ chọn đường dẫn để lưu file bảng tính. Trong phần file name mình sẽ đặt tên cho nó và mình nhấn save để lưu lại. Để đóng cửa sổ Microsoft Excel thì chúng ta sẽ thực hiện các bước như sau. Một, chúng ta sẽ vào thẻ file chọn exit. Hai, chúng ta sẽ chọn nút lệnh close chính là nút lệnh dấu x màu đỏ ở góc phải. Ba là chúng ta nhấn tổ hợp phím Alt+F4 thì chúng ta sẽ thấy rằng mình vào phần nào dễ hơn thì mình sử dụng. Thường là các bạn hay nhấn vào dấu x màu đỏ đúng không nào? Trước khi đóng nó là mình phải lưu toàn bộ dữ liệu trong bảng tính rồi thì mình mới đóng nó đi nha các bạn. Ở hoạt động khám phá và chia sẻ chúng ta sẽ tìm hiểu cách mở tập tin mà mình đã lưu, tức là mở cái trang tính, mở bảng tính mà mình đã lưu trước đó. Để mở nó thì mình cũng vào chọn thẻ file, chọn Recent. Chúng ta sẽ vào chọn Open và hoặc là chúng ta sẽ nhấn tổ hợp phím Ctrl+O. Sau đó mình sẽ chọn đường dẫn nơi mình đã lưu bảng tính mình cần mở. Rồi mình sẽ chọn cụ thể cái file bảng tính đó và mình nhấn nút lệnh Open là mình có thể mở ra được. Ở hoạt động 5 em có biết thì chúng ta thấy rằng ở trong phần mềm soạn thảo hay là phần mềm thuyết trình thì chúng ta xuống dòng chúng ta sẽ nhấn Enter đúng không nào? Nhưng ở bảng tính của mình nó có rất nhiều ô tính đúng không? Rất nhiều ô tính. Vậy bệ để mình xuống hàng hay xuống dòng trong ô tính, trong một ô tính thì chúng ta sẽ sử dụng tổ hợp phím là Alt Enter. Còn nếu mình chỉ nhấn Enter thôi thì là nó sẽ xuống ô tính tiếp theo. Vậy các bạn chú ý cho cô là để xuống dòng trong ô tính thì mình sẽ nhấn tổ hợp phím Alt Enter. Bây giờ chúng ta sẽ đến với một số câu hỏi ôn luyện. Câu 1, em hãy cho biết đâu là phần mềm ứng dụng? Chính là phần mềm mà hôm nay chúng ta học ấy. A. Microsoft Windows. B. Máy tính Mac. C. Android. Và D. Microsoft Excel. Thì các bạn thấy dễ dàng rằng ở câu 1 đáp án ứng của mình sẽ là phần mềm ứng dụng của chúng ta sẽ là Excel, đáp án D. Câu 2. Huấn luyện viên bóng đá yêu cầu em theo dõi mỗi cầu thủ đã ghi được bao nhiêu bàn thắng. Em có thể sử dụng phần mềm ứng dụng nào?
để lưu dữ liệu này? A. Ứng dụng thư điện tử email. B. Ứng dụng bảng tính Microsoft Excel. C. Ứng dụng soạn thảo Microsoft Word. Và D. Bài thuyết trình Microsoft PowerPoint. Vậy mình thấy rằng để mình ghi lại các số liệu thì mình nên chọn Microsoft Excel. Câu số 3. Theo em, phần tử nào có thể tìm thấy một file trong một file của Microsoft Excel? Tức là khi chúng ta mở Microsoft Excel lên thì chúng ta có thể nhìn thấy phần tử nào? A. Sheet nghĩa là trang tính. B. Slide nghĩa là trang trình diễn. C. Image nghĩa là hình ảnh. Và D. Table nghĩa là bảng. Vậy chúng ta thấy rằng khi chúng ta khởi động Excel lên thì chúng ta thấy rằng có 3 sheet, hoặc định là sheet 1, sheet 2, sheet 3. Vậy đây chính là phần tử có thể tìm thấy trong Microsoft Excel, tên là sheet trang tính. Câu 4. Theo em, điều gì sẽ được thực hiện khi nhấn tổ hợp phím Ctrl N trong Microsoft Office? A. Màn hình mới với tập tin đang mở sẽ xuất hiện. B. Một phần mềm mới của tập tin hiện hành trên màn hình sẽ được tạo. C. Một tập tin trắng mới sẽ được tạo. Và D. Màn hình cho phép lưu tập tin sẽ xuất hiện. Các bạn thấy rằng kể cả ở tổ hợp phím, khi mình nhấn tổ hợp phím Ctrl N ở trên phần mềm soạn thảo Word hay là phần mềm thuyết trình PowerPoint thì một tập tin trắng sẽ được tạo. Vậy chúng ta sẽ chọn đáp án là đáp án C. Câu 5. Em hãy cho biết phím hoặc tổ hợp phím tắt nào giúp các bạn di chuyển nhanh đến ô A1 trong một trang tính Excel. A. Backup. B. Control Home. C. Home. Và D. Control Up Around. Vậy ở đây các bạn thấy rằng ô A1 chính là ô thuộc cột A dòng 1. Vậy để di chuyển tới ô A1 thì mình sẽ nhấn tổ hợp phím là Control Home, đáp án B. Vậy câu hỏi 5 này cũng kết thúc buổi học trực tuyến ngày hôm nay. Chúc các bạn sẽ có kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán cùng gia đình thật vui vẻ, đầm ấm và hạnh phúc. Và các bạn có thật nhiều sức khỏe để chuẩn bị hành trang tốt nhất trở lại trường học sau Tết nha. Chào tạm biệt các bạn.